vì sao chúng tôi lại đưa hình ảnh Khuê Vân Các lên trên bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này. Khuê Vân Các là một kiến trúc đơn nguyên trong quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám, được quan Tổng trấn Bắc Thành là Nguyễn Văn Thành xây dựng vào mùa thu năm 1805 dưới thời trị vì của vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh nhà Nguyễn. Hai bên Khuê Vân Các có hai cửa là cửa Bỉ Văn, có nghĩa là văn chương cần phải trau chuốt, và cửa Xúc Văn, ý chỉ là văn chương cần phải xúc tích. Đây chính là hai tiêu chí cơ bản của văn chương để những nho sinh theo đó mà phấn đấu và rèn luyện. Trên Khuê Vân Các còn có các câu đối lưu lại, và một trong những câu có ý nghĩa nhất cần phải nhớ đó là Khuê Tinh Thiên Lãng Nhân Văn Xiển, Bích Thủy Xuân Thâm Đạo Mạch Trường, được dịch là Sao Khuê Trời Sáng Văn Minh Rộng, Sông Bích Xuân Sâu Mạch Đạo Dài. Khuê Vân Các còn là biểu tượng của hơn 900 năm khoa bảng Việt Nam với hơn 1.000 tiến sĩ. Điều này càng chứng minh rõ ràng cho mạch nguồn hiếu học của người Việt ta. Những thế hệ hậu bối ngày nay không những cần phải học, phải biết, phải hiểu về những gì cha ông ta đã trải qua mà còn phải gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đó.